trong đó. Không phải. À, ta khính, ta khính. Ta khính là cái gì? Ta khính em chân. Ôi trời ơi. Chậm. Qua kinh điển, qua kinh điển này. Được thì ta phải. Ta khính này. Ta phải lôi cần của tao ra mới được. Đây là con có cáo. Ta khính. Ta khính em chém chuốt rồi. Tí nữa sẽ nướng. Đấy. À, tí nữa sẽ nhồi con này vào bên trong con vịt luôn. Ôi này, riêng ăn ngon đáng lọc vịt. Trời ơi, đây này, tôi mau để dạy mọi người làm mồi lăng à, mồi lăng xê, nắn mồi lăng xê nhá. Đây, mọi người sang đây cho mình bảo. Đây là lăng xê xanh nha, lăng xê này lăng xê xịn này. Đây. Mau để gắn quả ngô vào đây này. Nhớ đâu để vòng được trắng trắng. Đấy một cục mồi nhỏ nhỏ thôi. Ép vào đây. Nặn tròn lại. Ôi xa. Lại được còn cả ngày nữa thì thôi rồi. Lô phát lôi cả cần luôn. Khái vãi. Tưởng nó chơi thế này. Tưởng phải không được con gì cơ. Nhưng mà vẫn được. Tí nó mau đợi gắn thêm một cục chỉ bé bé nữa. Vào cái câu. Chúng tỏ đây làm cá đấy. Mà để mấy mau cá chưa lên đây câu bao giờ mọi người ạ. Nắn tròn lại nè. Nắn nè. Không phải câu run đâu. Câu run đã được ba con cá chết giết. Đào run y ạch chết mệt. Cái này đi mua mồi. Đây là hôm qua. Mà để mấy mau đại ca đi câu về. Móm không được con nào được ấy. Hai ba con cá tiếp ấy. Vứt bỏ luôn. Này mà bây giờ phải lên đây được. Hôm nay ở trên này nướng vịt ở trên này sẵn câu thử luôn. Hôm sau lên đây muốn nhiều mồi lên đây câu. Chả khắp cái chân cầu rồi. Chân cầu rồi. Đây là cầu đồng quang. Cá sông. Rụt cái này xuống. Này những cái lưỡi này mọi người lắp xốp vào để khi con cá nó hút này. Cá nó ăn này là nó hút xốp, hút mồi này là cái xốp nó nhẹ này. Nó đưa cái lưỡi vào mồm con cá. Con này mạnh thật. Nó lôi cả cần đi may mắn để cá giữ lại kịp. Móc xốp vào. Mà để cá giữ lại kịp đấy. Không này, không mất cả cần. Này. Xa. Này. Để lắp xô vào. Má đại ca ơi. Anh quăng một cần nữa ra. Từ từ ta phải lọc con vịt đã. Làm thử. Anh thấy em đẳng cấp không? Mình thấy cá rồi quyết định sẽ mắc cần thưởng đã. Không mắc đâu, tan cát thôi. Mà để cá sót cái cần câu lục mọi người ạ. Còn này mang cần thửa ra thì hiếm. Cùng lắm là cái cước, tay cước chứ mấy. Thế này được một con rồi. Con gì đấy? Được một con ba khính. Chấm. Ba khính. Ba khính là cái gì? Không phải chấm. Đây không phải chấm đâu. Ba khính là cái gì? Con ơi. Sao nó cụt đuôi? À không phải. Sao nó bẩn thế? Anh để nó bẩn đây. Anh ơi. Túi. Anh cho vào túi đi. Anh cho chấm thật à? Ba khính. Đây lọt không đấy? Ba khính. Đây cho vào túi đây chúng mày. Chấm xong. Đây, trôi xong. Trôi xong. À, cho vào túi. Ui thì kia nó hút. Ui trời. Này. Móc vào tiếp nhé. Còn rung anh nào đấy? Lôi cả con em đi luôn. Anh ạ. Nó khỏe lắm. Đang lọc vịt. Đúng là bọn ở đây chơi xong mà nó khỏe nhỉ. Còn nhẫn một cục chỉ với con nè. Ẻm quá. Nó đây có quả chuông bảo cá nó biết chuột. Riêng. Xong vào cái kết lôi mất cả cần. Nè móc lại. Quăng. Em gọi móc, anh gọi móc rồi, anh lần nữa. Đây này, quả này là chung màu cá. Xanh rồi. Xa. Vứt cả máy rồi.
bấm về rồi dầu lại vào máy. Bấm bấm cho máy của em này anh ơi. Cuối cùng cũng đưa lột được cái xác nó ra mọi người. Mang con này đây. Cứ để im con này. Mắt còn to, mắt thì còn giòn giòn. Đúng rồi. Hôm qua đây là bộ hài cốt của nó nhá. Mọi người thấy mình lọc được không? Bây giờ đến cái phần cánh nhá. Đến cái đoạn cánh này này. Đùi trước nhá. Đấy, đây, mời ra mà xem. Ây à. Thấy chưa? Đấy, ôi, ơi, toàn thịt ở trong. Thấy sạch xương luôn. Quả này mọi thì người thấy, tôi thấy là cắn này. Mọi người thấy sao? Ngon đấy. Xương hết xương đùi nhá. Ây ôi xa. Thôi chết, rách mất cái đùi này rồi. Ừ. Ây dồi ôi, cái xương này chọc ra tỏi rách mất cái đùi rồi. Được, ngon rồi. Đấy. Bây giờ sẽ chà. Mình sẽ tẩm ướp gia vị vào đây. Nhét vào đây. Anh Ngọc của ai đấy? Made in Google, Google. YouTube. Google it to do it to be. Người ta bảo là vẩn thế này này. Vẩn thế này. Chà. À đâu, vẩn. Đấy, được đấy. Em đi câu tiếp em được hai con. Vẩn thế này. Hai con cá. Nhét vào đấy. Đấy. Kiểu gì nhỉ? À đây. Cái kiểu như thế này. Tí nữa nó sẽ nằm như thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ ướp nó vào đã. Để nhồi vào con vịt này. Bây giờ phải nhồi làm sao á? À, phải khâu cái đít lại đã. Dây thép đâu mà để ơi. Sao? Lại thành một con vịt đẹp luôn. À, bây giờ mình phải đi ngắm bếp đã. Ngắm. Vẩn thế nào nhỉ? Đây. Xương này vào đây đã. Mũ vào đây đã. Cánh này. Đây là phần lưng này. À, đây. Thế này. Đúng không? Chuẩn luôn mọi người ạ. Sẽ zip vào để cho nó. Đó, nó sẽ chặt ở cái cổ ấy. Đấy. Mình nghĩ là thế, mình nghĩ là sai cái gì đấy. Thôi tí nữa, để cho nó ngấm. Rồi. Quay một vòng cơ bản cho mọi người xem. Ui chết rồi. To quá rồi. Thôi, cố gắng mọi người ạ. Bây giờ mà chạy về nhà mà lấy cái để đấy nữa thì chắc là ui, nó phồng. Quên mà đem cả cái xìa đi để kia nữa. Để suối mỡ nó lên. Nổ không nhỉ? Thôi, không bị gì, chắc không bị gì. Gọi là vịt nè. Có gì ngon rồi đấy. Nhưng mà đánh ra con này nướng thì nó sẽ tuyệt vời hơn mọi người. Để rán là nó sẽ không được ngon cho lắm. À nó béo quá. Ngon thì nó vẫn ngon. Rồi, mấy nơi nữa là ok đấy. Này rồi, câu cá thì cá to nó ăn đấy. Rào mỡ đã. Được chưa? Ê,
để nó ăn cả mớ luôn cho nó béo. Ráo mỡ đã. Rồi. Ăn hết kiến. Anh em câu cá đâu hết rồi. Đây, ngồi đây đi. Sang ra đây. Thử ăn đã. Sang bên này. Ui dồi, anh ấy giòn phớp luôn này. Bắt đầu thưởng thức. Bọn nó bây giờ mải câu cá gọi không gọi mãi cả lên ăn cơ. Nhịn hết. Đây, bây giờ sẽ xẻ. Cho em miếng. Xẻ đôi ra nhá. Ui, anh nhìn là mốc con à? Ừ. Đó nào thơm thế, anh bảo là bơm thuốc. Ui. Trời ơi, như kiểu xẻo bánh bao ấy. Ui, trời. Thịt nó vừa chín tới luôn không không? Ui. Ôi, ở trong nó còn sống. Sống, sống. Thôi được, chả thốt. Chả nát tí nữa. Ui, chả có vừng nộm vào nhỉ. Ừ. Ui. Wow. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Hơi tái tái tí, chén tái nó ngon. Ngọt nhỉ? Ở ngoài thì giòn tan, ở trong mình mềm ngọt lắm mọi người. Chỉ có mỗi đoạn cánh là có xương thôi, còn đâu mình lọc sạch xương, đấy, bổ luôn này. Ngọt đấy. Đi ra ngoài đi câu kiểu này sướng. Bọn nó mải câu quá, không thèm ăn vịt luôn. Mọi người thấy chỗ này đẹp không? Con của em lắp chuông thì không sợ. Còn nó gì mình thấy rồi. Cá ăn rất là đơn này. Chúng nói được cá, ok. Con này đáng nghĩa ra nếu mà anh em mình hôm nay em đủ đấy. Nướng á, thôi được. Nướng à? Nướng thì nó sẽ gọi là đặc cấp. Ui, được cá rồi. Kiểu này khá hộp cá anh mọi người ạ. Hộp nhiều lắm. Mà ăn cơm may nhỉ, chắc được cả chép rồi. Vịt quay kiểu này, làm vịt lóc hết cả xương á. Các bạn có thời gian làm này. Lọc, nếu mà rút xương nó thì nhanh thôi. Khoảng tầm 10 phút. Ướp này vào xong rồi, nướng. Ngon chụp chụp này. Vội quá này, vội ăn quá này. Lá mọc mật chưa kịp chuyển màu. Ngọt mà. Có nhất là tí, một tí ở trong mới bị thôi. Không bị, hơi bị nhiều đấy. Anh nhìn giòn này. Giòn này. Nói chung là phê đấy mọi người. Ngon. Vịt. Vịt. Ngon ngon. Xương nó dài lắm. Xương sụn. Nước chấm cũng ngon nhỉ anh nhỉ. Kiểu như nếu mà để mà đấy. Thấy chưa? Đúng là mày ăn chơi rốt. Vội quá thật. Mày ăn chơi rốt mày câu cá không cho ăn. Sống này. Đây này. Chưa chín hẳn này. Tái quá. Cái này chỉ có bên Mỹ hay ăn thôi. Kiểu như ăn thịt bò. Ui. Nướng qua quà. Tao lêu nhỉ. Tao lêu. Nó bên Mỹ là ăn được ạ. Nhưng mà Việt Nam không chơi ăn được. Việt Nam. Việt Nam còn ăn cả nhảy cơ mà. Anh em mình làm cái này đi. Câu đây ăn luôn. Mày ăn được con nhảy vào mồm mày không? Nó to quá. Không ổn. Hay ra chấm một tạc. Khả năng là giờ nhá. Cắt ra. Cho lên nướng. Đấy. Xiên que vào nướng lại. Đây nữa này. Chứ thế này không được. Đỏ quá. Ngon nhỉ. Mọi người chờ trong giây lát. Đây là gọi là không giữ được nguyên con nữa rồi. Phí mất cả siêu phẩm. Cục mỡ rồi. Ê, sang nướng lại đây. Đang còn than. Ê, cá ăn. Ăn vịt không? Vịt quay không? Ui, bây giờ mới ngon mà. Câu đá vẫn câu đá. Câu đá. Kém miếng. Mua thằng miếng. Ok. Mày miếng kia. Ông chỉ biết tết không, em ăn miếng rồi. Ôi, chín rồi. Mới. Đấy, cái này là ngon này. Ui, như kiểu bít tết đấy mọi người. Bây giờ nó mới gọi là chín mọi người. Lúc nãy anh em mình ăn sống. Ngọt thế. Thơm nhỉ. Thơm. Bọn kia lại câu ổ rô phi của mình rồi đấy.
ngọt quá. Được chấm đâu? Ngọt không? Ngọt. Biết thế lúc nãy nướng cả như này quay không ngon. Ngon nha. Mai mình quyết tâm sẽ làm lại món rồi mọi người. Ngọt quá. Ê, cho cá vào đây nướng. Mặt nó kia, nó có mỡ ủa tao không? Clip này em mình trượt cái rút rồi. Mọi người nhớ đăng ký để tí nữa xem tiếp nhá. Mình cái câu cá. Rồi, bạn. Ui, nó đang đuổi cả con. Rồi. Con được chồng. Ôi giời ơi, anh trượt đá nó vào đâu. Cho em làm phát. Từ từ, mày, cái gì mà làm phát? Đây, cho mày làm phát. Nhưng mà mày có giật được đâu. Cần nặng. Đưa đến lượt bao đi. Bạn mắc cây. Kéo lại cắm đầu thì mới thôi. Con kìa. Thu lại. Thu cái này lại. Kinh điển, kinh điển. Mà lại cao vẫn chưa được. Các cá tốt được. Được. Được mà. Đây này lôi được đây này. Đấy được. Thì lôi căng đi con. Không. Bé con này bé. Con này cần thửa đấy. 130.000 này. Cái cần 5 thửa. Nó là cả đấy. Con to kính nha mọi người nha. Này, to không? To luôn nha. Cá này ăn ngon lắm. Cá sông thì chắc chắn sẽ ngon. Này. Sổ. Cháu chuẩn bị để răng bờ. Đây tao mượn cái phương tao lắp vào cần anh Cường. Không. Lắp vào cần. Cường to không cần. Cần. To hơn của bao đệ nhá. Con này to hơn. Cứ tưởng mắc hóa ra được cả. Em tưởng là bị mắc.